đô Trịnh Văn Đức, thể dục thể thao, phố xanh vào theo, hai đô vào giữa sới. Hai đô nghe trống của trọng tài xe đài. Đô Trịnh Văn Đức, thể dục thể thao đã thua ở giải nhì, xin xuống đánh giải ba. Vậy ban tổ chức chúng tôi sẽ thấy đó là hợp lệ của điều lệ vật, cho nên chúng tôi cho cô Phạm Văn Đức theo kèo giải ba với Đô Ngô Thành Tân. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đô vào giữa sới, trận đấu tiếp tục. Hai đô đứng giữa sới. Ban tổ chức chúng tôi xin công bố kết quả kèo vật giải ba vừa qua. Đô Ngô Thành Tân Phú Thọ đã toàn thắng. Xin khán giả một tràng pháo tay cổ vũ cho Đô Ngô Thành Tân.